Tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1990, nhà báo Lê Quốc Vinh bắt đầu sự nghiệp báo chí của mình. Trong suốt quá trình làm việc, ông giữ nhiều vị trí khác nhau từ phóng viên, biên tập viên tin tức, trợ lý thư ký tòa soạn và sau đó là thư ký tòa soạn của rất nhiều báo và tạp chí lớn như tạp chí Quan hệ Quốc tế, báo Việt Nam Investment Review, báo Đầu tư, báo Thời đại. Ông cũng là người đầu tiên kinh doanh trong lĩnh vực báo chí ở Việt Nam với một loạt ấn phẩm như Tạp chí Đẹp, Thể thao Văn hóa và Đàn ông, Doanh nhân. Các ấn phẩm này đều đạt được vị thế top đầu trong mỗi thị phần của nó. Ông cũng là một giảng viên về truyền thông, marketing, quan hệ công chúng, xây dựng thương hiệu. Với ông, đứng trước nhiều cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, báo chí đang phải thay đổi để thích nghi với đời sống. Trách nhiệm của mỗi công dân với tiếng nói của chính mình từ đó cũng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong mỗi quốc gia.